Đây là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra tại nơi đây trên đàn trời. Đồng bào cần học hỏi về những phép lạ này. Đây là những phép lạ cảnh báo cho biết trước là thế giới cộng sản sẽ bị hủy diệt, hoặc là sẽ giải tán trong năm nay, hoặc là cuối cùng là năm 2016. Và đương nhiên, cùng lúc, thế giới cộng sản có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào trong năm nay và năm tới. Đây là hình ảnh cảnh báo về việc thế giới cộng sản sẽ bị hủy diệt. Đồng bào mau mắn ăn năn sám hối, thông báo những tin mừng này đến cho tất cả người Việt Nam ở khắp mọi nơi được biết gấp. Và chúng ta cùng nhau thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu đã hiện ra trên nền trời thuộc thành phố Westminster, California, 92683. Sau đó Ngài cho khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Đây là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu. Và đây là hình trắng đen. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đồng bào mau mắn thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đây là điềm báo về việc thế giới cộng sản sẽ bị hủy diệt trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây. Và đây cũng là điềm báo cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Vì thế đồng bào Việt Nam mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và tất cả nhân loại cần làm như thế. Một lần nữa, đây là hình trắng đen. Anh hùng chiến sĩ trận vong, Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và đây là hình màu gốc. Nón, mắt, mũi, miệng. Đồng bào vào trang website facegotjesuschrist.com xem xét và học hỏi cùng lúc, thông báo những tin mừng này đến cho tất cả mỗi người được biết gấp.